VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Hy vọng là sẽ gọi là gì ta, đút lót anh một chút để anh giữ lại bí mật này cho riêng anh. Này như ai cũng biết luôn á, là thôi. Trời chứ sao anh, bây giờ anh thử anh tưởng tượng. Xuống đeo hả? Trong một có nhiều đâu, không có bao nhiêu hết. Nó chỉ lên được có chút xíu mà mình mang nó còn bị ẹp xuống nữa. Trong khi những anh trai rồi ai cũng cao hết, bây giờ mình phải sống, mình tồn tại, muốn tồn tại trong đây thì phải như vậy thôi chứ. Tồn tại khi mà cái kỷ niệm nó dồn lại. Và chúng ta sẽ bỏ hết những lời người ta đồn đại, đúng không? Ờ, trong một cái bồn đại. Bồn đại, bồn lớn. Bồn đại là bồn lớn. Em đừng tập coi. Cháu mày kìm nén. Hôm nay con cha xin cho ma mặt đón xem. Thằng nhóc ngày xưa giờ đã trên truyền hình. Bạn đàn to đi. Dành hết cho mẹ, mang hào quang được cho mẹ. Đau tay quá anh luôn đây, anh tay to. Chờ đến khúc của tao. Rồi mọi người nhìn mấy em ạ. 1, 2, 3, 2, 3 Rồi em cảm ơn mọi người. Ba bài lần sau. Ai sẽ là người viết? Mọi người ơi, nói rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Các bạn ơi, bọn em mình đây bí mật, anh đưa lên là lộ hết. Em đeo hai cung vàng. Anh đồng của em là đại sứ vòng loại. Hãy nắm tay chúng tôi. Trời ơi. Cái gì trong đây vậy? Từ từ. Sao trong cái góc còn cái gì nữa vậy? Có cái gì trong đó vậy? Có cái đồ hôn. Sao mà cứ hại nghệ sĩ vậy? Cái đồ lỗi. Anh Hiệp là một người tệ mà. Sao mà suốt ngày cứ hại chúng tôi vậy? Anh là người nắm giữ những bí mật của nghệ sĩ. Hy vọng là sẽ gọi là gì ta, đút lót anh một chút để anh giữ lại bí mật này cho riêng anh. Này như ai cũng biết luôn á, là thôi. Trời chứ sao anh, bây giờ anh thử anh tưởng tượng. Xuống đeo hả? Trong một có nhiều đâu, không có bao nhiêu hết. Nó chỉ lên được có chút xíu mà mình mang nó còn bị ẹp xuống nữa. Trong khi những anh trai rồi ai cũng cao hết, bây giờ mình phải sống, mình tồn tại, muốn tồn tại trong đây thì phải như vậy thôi chứ. Tồn tại khi mà cái kỷ niệm nó dồn lại.
và chúng ta sẽ bỏ hết những lời mà người ta đồn đại, đúng không? Ờ, trong một cái bồn đại. Bồn đại, bồn lớn. Bồn đại là bồn lớn. Khang dậm hay Khang để ăn ăn miếng. Đây đưa mặt. Giờ này còn ăn đó hả? Tưởng quay rồi. Ăn thịt thôi, ăn thịt thôi, ăn thịt thôi. Sao mai mai tới mai, mai bận nên là hôm nay anh em vừa xong việc cái là tranh thủ chạy ra đây luôn. Chứ còn không là đi kiếm từ sớm rồi. Khoan kêu kabuki nè. Mai giờ là có khí thế, giờ em mới chuẩn bị lên. À bây giờ mới đến em hả? Không không, mọi người cứ kêu đi để xong rồi đừng có kéo lên nha. Sắp sập rồi, sắp sập. Tại vì anh chưa làm sáng cái cổng hoa đó. Không, ý là tại em không thích thức khuya. Cao thì bây giờ mới là giờ hoạt động của anh qua. Vậy hả? Nhìn anh tỉnh táo quá vậy. Anh đâu có vẻ việc làm gì đâu. Mọi người thi thố à. Em mình rảnh không à, bình thường. Mai không đi kho. Bớt khó đi, bớt khó đi vậy. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Đây là ai đây? Đó chính là nam danh ca Long Đền Long Hoàng và bên kia máy nhảy Nicki Minaj. Mọi người đã có mặt ở đây để hỗ trợ tinh thần. Để xem á. Dạ các bạn. Ôi chết, đừng có chạm vào anh nhiều nha. Còn anh là đại sứ vùng ngoại á. Lấy vía đúng không? Thầy quên. Thầy quên thế sao ơi, đang buồn ngủ mà tỉnh liền. Vòng trước anh lưu nè, đúng người đây bắt mặt mừng anh nè. À, trời ơi chưa vuốt một cái mà đi liền đó. Vuốt một cái mà nhớ cả đời á. Đi một sải luôn. Trời ơi, tay bắt mặt mừng nữa, Vũ Thịnh nữa, tới là nắm tay nắm chân à. À, hôm nay mà có Vũ Thịnh nữa là ok luôn đó. Có. Không anh? Không. Ôi đâu rồi? Chụp hình, chụp hình. À, rồi, cố lên. Đi đi đi. Ờ, okay, em đi, đi trước. Let's go, let's go. Vậy em chậm nữa. Ngoài tiếp nè. Đừng có khen anh nữa, idea của anh làm gì bằng em được. Em là thật sự là một trong những cái người mà gọi là có cái đầu óc producer. Thật sự nhỏ hơn nhỉ, được dùng creative producer. Bây giờ hồi xưa là em học đó. Vậy là em nhận là em sáng tạo. Anh nhớ quỹ anh em mình mấy chục triệu rồi đấy. Cứ một thằng nào lỗi phát 5 triệu. Quỹ bây giờ là mấy chục triệu rồi. Nhiều khi là làm bản mới luôn ý. Mang hào quang đèn cá cho mẹ. Có vào này, đánh to hơn xíu nhá, tay anh đánh nhỏ lắm. Đỡ chưa? Đỡ mà đỡ cũng đỡ hơn xíu à. Ok mà, chơi được. Được. Lúc lên sân khấu là quên hết á. Cháy hết mình. Như hôm qua nhá, ở dưới đau vô cùng luôn, lên sân khấu em vươn qua. Sướng, lên sân khấu sướng lắm. Thế là hết đau đấy. Nhưng mà không tóm cái tay lên trên thôi. Không tóm thì bạn giơ chỉ lên trời cũng được mà. Top 1 nha. Top 1, nếu mà bạn không tóm được. Ok. Một vòng. Cố may thời gian đưa con trở về. Những tháng ngày xưa có con một bên. Ngày đã nghe tiếng hát sương sương từ một người nhỏ bé như phi thường. Trong đêm cùng với những yêu thương khi bên mẹ. Lúc ta được ngồi cùng chuyện trò thật lâu, giống như người bạn xoa dịu đi trái tim nhẹ nhàng. Nếu không là mẹ, con không làm được đâu. Chẳng ai bằng mẹ, chẳng có ai bằng mẹ. Mình thật là nhỏ bé. Càng thật sự nhỏ bé khi trở về nhà. Mẹ dặn mày phải luôn nắn nó, biết chăm lo. Gây khi bên mẹ nhà. Chung.
Tao vẫn luôn nhắm mắt, sao mẹ tao được mỗi đêm. Nụ cười thật tươi, nhưng sao bên trong mày kìm nén. Hôm nay con trai xin cho ma mặt đón xem. Thằng nhóc ngày xưa, giờ đã trên truyền hình. Bạn đàn to đi. Dành hết cho mẹ, mang hào quang được cho mẹ. Đau tay quá anh luôn đây, anh tay to. Chờ đến khúc của tao. Em không bấm được to anh ạ. Hai bạn luôn thắc mắc sao mẹ tao được mỗi đêm. Nụ cười đẹp tươi anh sao bên trong mẹ kìm nén. Hôm nay con trai hát xin cho ba mẹ đón xem. Thằng nhóc ngày xưa giờ đã trên truyền hình. Yeah yeah. Má bình yên được dành hết cho mẹ, mang hào quang gom vào kết cho mẹ. Má bình đặt tờ đàn tờ sống nơi đam mê. Ông chưa thuộc lời. Qua nhiều số nhưng ngày Tết con về. Sinh ơi. Dạ con đây. Tiếng mẹ vẫn như ngày ấy, vẫn cho con những lời ngọt ngào dấu đời gửi mẹ bao điều sâu cay. Yeah. 33 năm trôi qua gần gò nên khóc lóc mẹ ra. Dù đã bơ ra biến ca nhưng con vẫn thấy lòng mẹ bao la còn yêu mẹ. Yeah. Mẹ ơi, anh con biết là con yêu mẹ nhiều. Thôi đánh điệu khác đi. Chút qua từng đêm dần dần trôi xa.
Bước đầu tiên là gì nhỉ? À, nó sẽ đánh kiểu gì? Chẳng thể nào từ chối. Tôi sẽ ở lại như chưa tồn tại. Trôi qua từng đêm thường sang lối ai. Cuộc đời là của em. Rap Việt 2024 chính thức phát sóng 20 giờ từ 13 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.